Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Dạ em chào chị Toàn ạ. Em theo dõi chị đã lâu và em nhận ra là em đã học được rất nhiều điều từ clip của chị. Em cảm ơn chị đã xuất hiện và cho tụi em nhiều kiến thức. Em có câu chuyện như thế này ạ. Em và anh ấy yêu nhau được 1 tháng. Trước đó tụi em tìm hiểu 2 tuần rồi quyết định yêu. Trong thời gian tìm hiểu và yêu anh làm rất nhiều thứ vì em. Làm bánh ngọt rồi đem đến cho em. Nhà em cách nhà anh 22 km. Có đợt anh về nhà cũ cách tận 40 km mà anh vẫn đi. Rồi anh cũng hay nghe em tâm sự. Mỗi ngày đều hỏi em hôm nay của em như thế nào. Những lời nói của anh cũng rất để ý. Anh cũng hiểu hoàn cảnh gia đình em. Vì em có một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ em ly dị. Anh luôn muốn em kể thêm về gia đình của em. Hỏi em về quan điểm của em trong chuyện này chuyện kia. Tụi em đã có một khoảng thời gian trải qua với nhau rất vui. Anh rất cưng chiều em. Nhưng có một vài điểm khiến em suy nghĩ rất nhiều. Là anh hay kể về những chuyện anh làm cho em chị ạ. Em không ích kỷ hay gì đâu. Em rất cảm ơn và công nhận những gì anh làm cho em. Và nhiều khi em cũng tự bắt xe tới chỗ hẹn thay vì để anh qua rước. Nhưng cách anh kể và tính toán cây số mỗi lần đến chỗ em, anh còn từng nói một câu: anh mà thường xuyên đi mãi như vậy, chắc anh sẽ giơ tay rút lui mất. Làm em rất thất vọng. Anh còn đòi quan hệ tình dục sớm. Em với anh có ôm hôn và làm một số hành động thân mật hơn rồi ạ. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để làm những thứ sâu hơn. Anh thường xuyên đòi, em từ chối hay hẹn lại. Đến một hôm anh lại nói với em là cho anh nha. Thì em mới nói là để sau này kỷ niệm rồi đi du lịch đi. Lúc em nói câu này thì anh có trả lời có vẻ giận dỗi. Sau đó bọn em im lặng đến tối. Tối đó bọn em nói chuyện thì anh lại nói là em ép anh sẽ không chịu nổi một mối quan hệ 6 tháng không có chuyện đó. Anh làm nhiều thứ như vậy vẫn chưa xứng đáng sao? Nhưng mối quan hệ này chỉ gần 1 tháng thôi, với em là quá nhanh. Và em cảm giác em bị ép. Anh tính toán những chuyện đã làm cho em, rồi anh muốn ép em quan hệ với anh. Em cảm thấy không được tôn trọng và sau đó em nói câu chia tay. Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh gọi cho em liên tục và nói cho anh cơ hội để sửa sai. Tại anh gấp gáp quá, là anh sai. Anh nói anh hối hận rồi. Nhưng em vẫn quyết không chị ạ. Sau đó bọn em lâu lâu vẫn nói chuyện. Anh vẫn giữ thói quen mỗi sáng gọi em dậy. Em đã nói là anh không cần gọi nữa. Anh vẫn luôn nói em giữ sức khỏe, mới chia tay, nhưng có thích hay tìm hiểu ai thì đừng ngại. Em cảm giác buồn lắm vì anh đối tốt với em, luôn nói yêu em, còn em thì nói rất ít vì em hơi khô khan. Chị Toàn ơi, em có nên tha thứ cho anh không ạ? Em thực sự cũng rất buồn và có phần hơi hối hận. Em dối rắm lắm và không biết làm gì cả. Tâm thư hơi dài, em mong chị đọc cho em. Yêu chị. Em thân mến, thực ra với những cái chi tiết mà em kể về chàng trai này, nó khiến chị nghi ngờ về cái mục đích của anh này khi tiếp cận em. Bởi vì như em nói đấy, anh ta làm cái này cái kia, xong rồi anh ta kể công. Anh ta nói rằng anh đã làm cho em nhiều như thế mà em vẫn không cho anh ấy, thì bắt đầu là anh bỏ cuộc. Thì cái biểu hiện này là biểu hiện rất rõ ràng anh ta mục đích. Anh ta làm tất cả mọi thứ đấy, mục đích của anh ta là để em cho anh ta quan hệ tình dục. Nhưng mà em chưa cho, thì bắt đầu anh ta cảm thấy rằng những thứ mình làm nó không đạt được cái kết quả như anh ta mong muốn. Và rồi anh ta trách em. Anh ta tính toán với em từng cây số một khi anh ta đến thăm em. Thực sự mà nói, yêu nhau mà tính toán với nhau cây số một như thế thì không nên một chút nào cả. Đặc biệt là anh ta lại là đàn ông, đúng không? Và em còn nói là nhiều khi không muốn anh qua đón em mà em phải tự đi. Nhiều khi chị thấy cái điều này cũng không cần thiết. Bởi vì người đàn ông của mình nếu thực sự yêu em hoàn toàn thoải mái để anh ấy đến đón em, vất vả thêm một chút cũng không có sao cả. Cái việc đi hẹn hò người đàn ông đến đón con gái là cái chuyện rất bình thường, đúng không? Chị có cảm giác là người đàn ông này rất mục đích. Em phải xem lại cái tình cảm của anh này. Em có nói là bây giờ ấy, em nghĩ đến những cái điều anh ấy làm cho em ấy, thì em cảm thấy rằng anh ấy yêu em nhiều. Không phải đâu em. Như chị đã nói rằng người ta có mục đích của người ta mà. Rồi nói rất rõ với em ấy, anh cho em nhiều như thế, anh cống hiến cho em nhiều như thế, anh làm nhiều việc vì em như thế mà em vẫn không cho anh. Em biết rõ là cái mục đích của người ta là gì. Mục đích là em cho anh ta quan hệ tình dục. Và nếu bây giờ em cho anh ta quan hệ thì rất có thể là sau này bọn em cũng sẽ không ở bên nhau đâu. Bởi vì mục đích cuối cùng là người ta cần cái quan hệ đấy từ em. Không chắc người ta đã yêu em thật lòng. Chị chưa nhìn thấy cái sự thật lòng của cái anh này dành cho em. Em có nói là anh ấy đối xử tốt với em, nhưng chị nói thật đấy,
người ta muốn quan hệ với em, người ta không đối xử tốt với em, thì đời nào em yêu và đời nào em dành tình cảm và đời nào em quan hệ tình dục với anh ta, đúng không? Cho nên đừng bao giờ vin vào những cái việc mà người ta làm tốt cho em và nghĩ rằng người ta yêu em. Không chắc, đúng không? Bởi vì người ta làm những cái đấy vì người ta mục đích của người ta. Người ta dùng những cái chiêu để lấy lòng em, ví dụ làm bánh xong rồi mang xa xôi như thế đến cho em, người ta chinh phục em như thế một thời gian để rồi người ta có được những thứ mình muốn. Nhưng cái người đàn ông này không có đủ kiên trì, em hiểu không? Không có đủ kiên trì để chờ đợi. Anh ta chỉ tốt với em một thời gian như thế, thấy không đạt được mục đích anh ta kết thúc luôn. Mặc dù cái người kết thúc là em, nhưng thực tế là chính anh ta nói mà, anh ta không thể chờ đợi được mà yêu nhau 6 tháng mà không quan hệ, trong khi bọn em mới yêu nhau có 1 tháng. Vậy thì có thể biết ngay cái mục đích của anh này là anh ta không thể sống mà không có quan hệ tình dục được. Thì chị nghĩ rằng em hãy cân nhắc đi, một người như thế em có nên dành tình cảm hay không. Chuẩn bị sẵn tinh thần là cái anh này, anh không thực sự yêu mình đâu, anh ấy yêu tình dục. Mình phải có tình dục với anh ấy thì anh ấy mới ở cạnh mình. Và thậm chí ngay cả khi mình có tình dục với anh ấy, anh ta vẫn cứ bỏ mình bình thường một khi anh ta chán. Em có hiểu không? Đấy, em hãy cân nhắc thật là kỹ đi. Còn về quan điểm của chị thì chị luôn luôn nghĩ như thế này: chúng ta là con gái, chúng ta có giá trị của mình. Chị không có phải là cổ hủ lạc hậu đến cái độ bảo là yêu nhau không được quan hệ. Thế nhưng quan hệ là phải do em muốn, em thích, rồi em chịu trách nhiệm được cho tất cả những cái điều em làm. Ngay cả khi sau này anh ta là một người đểu, một người tồi, hoặc là sau này mà em không thể đến được với nhau, em vẫn muốn quan hệ thì em hãy quan hệ. Bởi vì đấy là mong muốn của em chịu trách nhiệm cho những hành động, hành vi của em chịu trách nhiệm được thì em làm, em sướng được thì em khổ được, đúng không? Em chịu trách nhiệm cho những cái điều đấy thì chị không nói làm gì. Nhưng mà đừng bao giờ phục tùng người đàn ông bằng cái việc là mình không muốn nhưng mà mình cho người ta để mình giữ, thì không. Còn một người đàn ông thực sự yêu em, người ta sẽ có sự tôn trọng đối với em. Và là con gái có giá trị, chúng ta phải biết chúng ta xứng đáng với một người đàn ông, người ta đủ tôn trọng mình để không bao giờ ép mình làm những cái việc mình không muốn. Mình chưa sẵn sàng, người ta sẽ không ép mình. Người ta có thể thuyết phục em, nhưng người ta không có quyền áp đặt lên em. Ví dụ như anh này nói, anh không chấp nhận được là yêu nhau 6 tháng mà không quan hệ đâu. Anh không chấp nhận được, ý là anh đã áp đặt em còn gì. Anh không cho người ta thì người ta không thể yêu em trong mối quan hệ này được. Rõ ràng anh ta nói như thế. Một cái câu nào nó thể hiện bản chất con người. Và chị nghĩ rằng nguyên cái câu nói đấy thôi cũng đã đủ để một cô gái có giá trị sẽ từ bỏ anh ta ngay. Thì đấy là lời khuyên của chị. Chị nghĩ rằng em xứng đáng với một người đàn ông tốt tuyệt hơn thế rất là nhiều. Một người đàn ông yêu em, sẵn sàng chiều em mà không tính toán chi ly từng cây số khi mà đến gặp em. Cái chuyện như vậy mà là một người đàn ông mà cũng phải tính toán. Xong rồi lại nói với em là làm nhiều như thế mà em không cho anh ý. Em không nghĩ là em xứng đáng với sự trân trọng hơn nhiều chứ không phải một người đàn ông làm mọi thứ chỉ để được quan hệ với em thôi à? Cho nên là với cái người đàn ông này thì lời khuyên của chị ý, là nếu là một người con gái thực sự biết giá trị của mình và biết mình xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời thì sẽ phải bước đi và mình thấy rằng anh không xứng đáng. Đấy, còn nếu như em cứ yếu đuối mà để nghĩ rằng là anh này anh ý làm nhiều điều về mình khiến mình cảm động, anh ấy tốt với em ấy, em quay lại thì em sẽ hối hận. Chị nghĩ là như thế. Bởi vì bản chất anh này đâu phải là người tốt đâu. Anh ấy tốt với em vì anh có mục đích. Không đạt được mục đích anh ấy sẽ không tốt nữa với em đâu. Cho nên là hy vọng rằng em sẽ bản lĩnh để vượt qua và đón chờ cho mình một người đàn ông tuyệt vời hơn. Lần sau khi yêu là phải đặc biệt cẩn thận nhá. Đừng bao giờ trao thân dễ dàng. Và khi mà em có nghĩ đến cái chuyện mà em có quan hệ, nói chung là em không cần, ví dụ như em có một quan hệ em cũng không cần phải nói như cái lần trước em nói với anh là đợi sau này kỷ niệm xong rồi đi du lịch đi thì em mới quan hệ, thì thực ra chị nghĩ là cũng không cần phải nói như thế. Việc của em chỉ là em chưa sẵn sàng cho chuyện đó, em chưa sẵn sàng cho chuyện đấy. Và một người, nếu một người thực sự yêu em, người ta sẽ tôn trọng anh và người ta không dám ép em. Còn một khi em đã thích cái chuyện đấy thì em phải biết rằng em phải chịu trách nhiệm được cho tất cả những cái hậu quả đằng sau đấy thì hãy có quan hệ tình dục nhá. Tỉnh táo hơn để nhận biết một người đàn ông có chân thành với mình hay không. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.